thủy thủ Bắc Hàn thiệt mạng khi tàu bị chìm trong khi thi hành nghĩa vụ quân sự. Phương tiện truyền thông nhà nước Bắc Hàn đã phát sóng hình ảnh của Chủ tịch Kim Chính Ưng được chụp vào ngày 2 tháng 11, tưởng nhớ ít nhất 19 thủy thủ Bắc Hàn đã bị thiệt mạng khi một tàu hải quân bị chìm trong khi thi hành nghĩa vụ quân sự ngoài khơi bờ biển phía đông vào tháng trước. Tin tức này của đài truyền hình nhà nước KRT là một sự thừa nhận hiếm hoi của quốc gia nghèo khó và ẩn dật. Những bức ảnh cho thấy nhà lãnh đạo Kim Chính Ưng đặt vòng hoa dưới chân một tượng đài tưởng niệm những người chết, bao quanh bởi ít nhất 19 ngôi mộ với những khuôn mặt của các thủy thủ trên bia mộ. Hãng thông tấn KCNA của Bắc Hàn cho biết chiếc tàu ngầm mang số 233 đã bị chìm trong khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu vào giữa tháng 10. Bài báo đã không nói rõ về những hoạt động mà chiếc tàu đã thực hiện. Bài báo này cũng đã được đăng cùng với hình ảnh trên trang nhất của tờ báo Rodong Sinmun, là tờ báo chính thức của đảng cầm quyền lao động Bắc Hàn, nhấn mạnh sự quan tâm của ông Kim Chính Ưng đối với vụ chìm tàu. Tin tức được kiểm soát chặt chẽ ở Bắc Hàn và những vụ tai nạn hiếm khi được công khai thừa nhận hoặc chỉ được các phương tiện truyền thông nhà nước loan tin. Phương tiện truyền thông nhà nước Bắc Hàn không nói có bao nhiêu người chết trong vụ tai nạn, nhưng nói rằng ông Kim Chính Ưng đã thực hiện các biện pháp để tìm kiếm tất cả các thi hài, cho thấy một con số tử vong cao. Tờ báo Joseon Inbo của Nam Hàn trích dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên, cho biết có hai chiếc tàu liên quan trong vụ tai nạn và một chiếc tàu đã bị chìm trong một cuộc tập trận làm thiệt mạng rất nhiều thủy thủ.